Con này nghe có vẻ cũng yếu. Đảo cầu tốt thì cứ được. Ngay đây. Sao cứ nhảy đảo. Ít thật là. Nhảy lúc nó đã nhảy chuyển trong đất. Đấy con này đứng. Sợ gì đó. Chuyển từ cái sập ra lên gác cái tủ ở trên nên là cho xuống à